Saffron Việt Nam, đơn vị đầu tiên nhập khẩu chính ngạch từ Iran về Việt Nam nhụy hoa nghệ Tây, có công dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Sáng nay, công ty đã khai trương và trao chứng nhận nhà phân phối cho showroom chi nhánh tại Thái Bình. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rất nhiều công dụng sức khỏe của nhụy hoa nghệ Tây với tên gọi Saffron như an thần, ngủ ngon, chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư, cải thiện trí nhớ. Thế nên ở Iran, nhụy hoa nghệ Tây được sử dụng để chế biến các món ăn trong gia đình, làm nguyên liệu sản xuất thuốc trong lĩnh vực y học. Đặc biệt, chúng còn có công dụng làm đẹp. Tuy nhiên, với những mặt hàng có giá trị cao, thường sẽ bị làm giả. Do đó, cần cẩn trọng khi mua sản phẩm Saffron. Nên mua những loại Saffron có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các đơn vị nhập khẩu chính thức từ Iran. Bởi những sản phẩm đó, ngoài việc được chính các công ty tại Iran đảm bảo, thì còn có giấy phép chính thức của chính phủ Việt Nam, cũng như được các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận. Hiện nhụy hoa nghệ Tây của Iran đã được công ty cổ phần Saffron Việt Nam nhập khẩu chính ngạch. Việc trao chứng nhận nhà phân phối Saffron tại Thái Bình, địa chỉ 311 Lê Quý Đôn, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, sẽ giúp người tiêu dùng có thể yên tâm trong việc lựa chọn sử dụng sản phẩm này.